Người ta ở quê nuôi một đứa con đi học đã là chuyện khó. Đằng này, bốn chị em Dung đều tới trường đầy đủ. Trăm dâu đổ đầu tằm, má quần quật từ sáng tới chiều với ruộng vườn, hết heo gà tới trồng rau, trồng cải. Chuyện gì má cũng làm tuốt đuốt. Năm đầu tiên chị Sim học đại học ở Sài Gòn thì gặp anh Hải. Anh là cháu của bà chủ khu nhà trọ mà chị đang ở để đi học. Anh từ bên Mỹ về thăm nhà. Trời xui khiến thế nào mà anh chị phải lòng nhau. Anh ngỏ lời nếu chị ưng thì anh sẽ cưới và rước chị về bển. Nhưng chị lại từ chối. Biết chuyện, má nhắn chị dẫn anh về quê chơi. Tối đó, không biết má nói gì, mà sáng bữa sau, chị lại đồng ý lời đề nghị của anh. Đám cưới được gấp rút tổ chức ngay sau đó. Dung hỏi, má cười cười rồi nói: má thấy cậu Hải mặt mũi cũng dễ coi, nhìn cũng đàng hoàng tử tế. Má biết hai Sim nó cũng thương người ta, nhưng không nỡ xa má với tụi bay. Nó muốn ở lại đây đặng đỡ đần cho má. Con má tánh ý ra sao má biết rõ, bởi vậy má kêu nó đừng có gì má mà lỡ duyên lỡ nợ. Má còn khỏe, còn lo cho tụi bay được. Mai mốt má già, báo hiếu cho má cũng chưa muộn. Đám cưới xong, hai năm sau thì chị Sim theo chồng về Mỹ. Bữa đưa chị ra sân bay, bốn chị em ôm nhau khóc sướt mướt. Chỉ có má là không có khóc. Má còn rầy mấy chị em là không được khóc, người ta cười cho, phải mừng cho chị chứ, có đâu bù lu bù loa như con nít. Vậy mà chị đi rồi, 3 ngày sau má đụng cái gì đổ bể cái đó. Lá thư đầu tiên gửi về, chị bảo bên nhà chồng rất tốt với chị, sắp tới chị sẽ đi học tiếp. Chị kể chị nằm mơ thấy mấy chị em đi nhổ bông súng về nấu canh chua cá linh. Tỉnh giấc dậy, chị nhớ nhà òa khóc, khiến chồng chị phải an ủi mãi. Chắc sợ bấy nhiêu đó không đủ diễn tả nỗi nhớ của mình. Cuối thư chị còn nhắc lại: nhớ má quá trời má ơi. Báo hại cả tuần sau đó, má cứ lấy cái thư ra nhìn ngó hoài, dù má không biết đọc. Rồi má lại lén lén kéo cái khăn lau nước mắt. Bẵng đi một thời gian chừng năm mấy, trong một lá thư khác, chị Sim nói gặp một người tên là Caron Lê, chính là cô Đào Mỹ Hạnh ngày xưa. Bà là khách quen của tiệm nail nơi chị đang làm. Một lần bà thuận miệng hỏi chị ở tỉnh nào của miền Tây, hỏi hỏi nói thế nào mà nhận ra là quen biết nhau. Nghe chị bảo Thủy và Thông đều đã lớn và học hành rất giỏi, bà vui lắm. Bây giờ bà giàu có, do ông chồng chết để lại nhiều tiền của. Bà có một đứa con với chồng sao. Hiện tại bà đang cặp kè với ông ca sĩ của trung tâm ca nhạc, nên thỉnh thoảng bà cũng đi hát cho vui trong những dịp họp mặt, hội hè. Mấy tháng sau, vào giữa mùa hè lối xế xế chiều, có bà rất đẹp và sang trọng đứng tần ngần trước ngõ nhà Dung. Cũng y chang như hồi xưa, má biết bà ta tên là Mỹ Hạnh. Biết lý do bà ta tới nhà nên má lật đật mời vô nhà, rồi hối Dung bắt gà nấu cháo. Mấy hôm sau, bà ta xin phép má đưa Thủy và Thông cùng đi chơi với bà đâu tận Nha Trang, Đà Lạt. Đúng ra bà mời cả nhà cùng đi, nhưng má từ chối khéo. Má nói má đi xe không có quen, giả lại con heo nái ở nhà gần đẻ nên má phải canh chừng. Má không đi thì Dung dĩ nhiên cũng không đi. Một tuần sau khi trở về nhà, Thủy với Thông tranh nhau kể cho má nghe chuyện đi chơi, chuyện bà Hạnh mua sắm cho mình những gì. Buổi tối hôm ấy, bà Hạnh ướm lời muốn làm giấy tờ đem Thủy và Thông về bển cho có tương lai, thì má gật đầu cái rụp. Như thể má đưa cho người ta 2 cái trứng gà, trứng vịt, chứ không phải 2 đứa con của mình. Thế nhưng ngay lúc đó, con Thủy lên tiếng liền. Nó nói tỉnh queo: con cảm ơn má đã nhớ tới tụi con và lo lắng tương lai cho tụi con. Bây giờ con đã đủ trí khôn để quyết định cuộc đời của mình. Con sẽ không đi đâu hết, con ở đây với má lớn và chị ba quen rồi. Út Thông nó có đi theo má thì theo, chứ con không đi. Biết tính con Thủy cứng cỏi hồi đó giờ, má quay qua khuyên nó: đi đi con, cho sung sướng tấm thân. Má vẫn còn chị ba mày đỡ đần tay chân, đừng lo cho má, chừng nào quẩn quẩn rồi về thăm. Không chờ má nói hết, con Thủy cắt ngang lời: đó giờ con có thấy cực khổ gì đâu má. Má kêu con đi chi bằng má kêu con nhảy xong chết khuất cho rồi.
thấy khuyên lơn con Thủy không xong, má quay qua khuyên thằng Thông. Nó xưa giờ ngoan hiền luôn nghe lời của má, nhưng má chưa kịp nói gì thì nó đã lắc đầu không ngừng và méo mó nói: "Không, con không có đi, con ở đây với má với mấy chị, không có đi đâu hết. Má đừng đuổi con đi nghe má, tội nghiệp con lắm ơi." Vậy là má khóc. Má khóc thì hai đứa nó với Dung cũng khóc theo. Trong bốn chị em nhà Dung, Thủy xinh đẹp hơn hết và tính tình cũng khác. Thủy mạnh dạn, dám nghĩ dám làm như đàn ông con trai. Hễ nó muốn làm cái gì là làm tới đầu tới đuôi. Má thường bảo trong bốn đứa con, má lo lắng nhất là con Thủy. Nhiều lúc Dung nói chơi với má, nó không ăn hiếp người ta thôi, chứ ai mà dám ăn hiếp nó mà má lo. Hồi nó 18-19 tuổi, đã có nhiều người ngoài xóm chợ giàu có mai mối xa gần, nhưng nó chẳng quan tâm tới. Nhưng khi ai mà khen con nhà ai mà nhìn ngộ quá, dễ thương quá hen, thì nó trả lời kiểu khơi khơi: "Giống má tôi chứ ai, đừng có thấy má tôi nhà quê mà lầm ngang, gái nhà mần chính gốc á, đẹp nhất xứ bên đó, nếu không nội tôi đâu có lặn lội qua tới bản để cưới. Hồi ba tôi mới mất, má tôi một nách bốn con mà vẫn có người đi hỏi cưới đó nha. Còn lâu tôi mới bằng má tôi hồi trẻ." Học sư phạm ra trường, Dung xin về dạy trên xã cho gần nhà, thì Thủy vào đại học, Dung quen, rồi đi tới hôn nhân với Tánh, một hiệu phó trong trường. Trước đám cưới, má kêu hai vợ chồng Dung lại, nói cho hai đứa miếng đất kế bên để cất nhà ở riêng cho thoải mái. Nhưng Tánh không chịu, Tánh nói: "Con cảm ơn má, nhưng ở riêng làm chi má ơi, nhà mình cũng đơn chiếc, cứ để tôi con ở chung phụ hợ má một tay, chừng nào Út Thông lớn cưới vợ rồi mình tính tiếp, nhà con bển đông anh em nên không cần phải lo nhiều." Ngày đám cưới Dung, chị Sim mới sinh con còn non ngày non tháng nên không về được. Trước đám cưới mấy bữa, Thủy dẫn bạn trai về cho má biết mặt như đã hứa. Lần đầu gặp mặt, Dung một phen hết hồn. Cậu ấy cao ráo, dễ nhìn, nhưng hai cánh tay xăm chằng chịt hình thù, xanh đỏ như dân anh chị. Dung đem chuyện đó nói với má, kêu má dò hỏi Thủy, không khéo lại rước họa vào thân. Bữa chiều, lúc Thủy lui cui nấu cơm dưới bếp, không biết má hỏi chuyện gì, mà sau đó coi mòi má ủng hộ tình cảm của hai đứa. Dung dò hỏi má, thì má nói có một câu giống như hồi xưa chị hay xin lấy chồng: "Con má tánh ý ra sao, má biết rõ." Dung sinh đứa con đầu lòng là lúc đám cưới Thủy. Cậu ta là con chủ quán ăn mà Thủy đi làm thêm thời sinh viên. Hồi trẻ nghe đâu cũng có một thời quậy phá, nhưng từ khi quen Thủy thì mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Chẳng biết Thủy nhìn người đúng hay do má hên nên đoán trúng. Chỉ biết chồng Thủy tướng tá như con voi, vậy chứ Thủy hét một tiếng là chạy te te. Cưới vợ về thì nhất mực yêu thương, chí thú là mần ăn. Thủy sanh đứa con đầu lòng thì Thông ra trường và lấy vợ. Chẳng biết thế nào mà Thông lại lọt vào mắt xanh của một cô dân Sài Gòn chánh gốc, nhà mặt phố. Thường ngày má hay nói Thông là đứa ngoan ngoãn và khiến má yên tâm nhất. Thế mà Thông cũng chính là đứa có nhiều rắc rối nhất trong cuộc sống gia đình. Đầu tiên, khi Thông cưới vợ, Dung là người lo lắng bởi vợ Thông vốn con nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ. Người ta tiểu thư biết có hợp với nhà mình hay không. Thật tình, Dung mong Thông cưới một cô vợ ở quê hơn. Sau khi nói một câu cũ rích: "Con má tánh ý ra sao á, má biết rõ", thì má xách trầu cao đi hỏi vợ cho Thông. Sóng gió bắt đầu xảy ra từ lúc vợ Thông sinh con đầu lòng. Trước đó, Thủy đã nhiều lần nói chuyện với Dung, chuyện Hằng vợ thằng Thông có ý khinh khi, chê má nhà quê. Hằng luôn tìm cớ tránh né để khỏi về quê chồng trong những dịp lễ Tết hay dỗ kỵ. Chuyện ngày càng lớn khi bé Ngọc con Thông được vài tuổi. Một lần, má lên thăm hai vợ chồng Thông. Khi má đưa cho bé Ngọc quà bánh dưới quê, con bé cứ lắc đầu không chịu lấy. Má gặng hỏi, nó ngây thơ trả lời: "Mẹ dặn vậy á." Chiều đó, khi Thủy qua chơi, chị giúp việc tọc mạch lại cho Thủy nghe. Thủy làm ầm lên chửi Thông không biết dạy vợ, rồi một hai xách giỏ bắt má qua nhà mình ở. Về sau, hễ má lên Sài Gòn thăm cháu, ngồi chưa nóng đít bên nhà Thông là Thủy xách xe chạy qua rước má về nhà mình. Từ đó sinh ra xích mích không thuận thảo với vợ chồng Thông, khiến cho má buồn lòng. Thành ra mấy năm liên tiếp,
má không đi Sài Gòn thăm cháu như ngày trước. Người ta hay nói con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh thiệt không có sai. Thông làm việc ở ngân hàng, chẳng liên quan chi tới nghệ thuật, nhưng cao ráo, đẹp trai, phong độ giống ba hồi trẻ. Thông lại có khiếu với cái đẹp. Thông thích chụp ảnh từ thời sinh viên, tay ngang không qua trường lớp gì hết, mà Thông lại đoạt giải trong một cuộc thi ảnh. Sau đó được mời chụp cho mấy cô ca sĩ, người mẫu. Lẽ tự nhiên, nhiều cô gái đẹp dây quanh Thông vì nhiều lý do riêng. Mới đầu, Hằng cũng ghen tuông, rồi ghen thế nào không biết mà Thông đòi ly dị. Người ta đồn thổi về chuyện một cô người mẫu triển vọng đang ra sức mồi chài Thông. Một bữa chừng xế trưa, má đang ngồi trên võng trước hiên nhà. Vợ Thông dẫn bé Ngọc xuống tới. Vừa thấy má, Hằng òa lên khóc tức tưởi, bảo là Thông dứt khoát đòi ly dị. Dù Hằng năn nỉ hết lời, Hằng nói: "Hôm bữa con có nói cho chị Tư nghe, chị giận lắm. Chị đi gặp con hồ ly tinh đó làm cho một trận, nhưng mà nó dứt khoát không chịu buông anh Thông ra. Chị hai cũng điện thoại về can ngăn anh Thông nhiều lần mà anh không có nghe má. Má giúp con với má ơi, anh đòi ly dị thì con với bé Ngọc phải làm sao đi má?" Nhằm ngay mùa hè không có đi dạy, nên Dung đi cùng má và vợ Thông trở ngược lên Sài Gòn. Tới nhà Thủy thì trời xế chiều. Trong khi Thủy hậm hực kể lại chuyện Thông bộ bịch và không nghe lời mình, thì má kêu Dung gọi điện thoại cho Thông, nói má lên, vậy thôi. Sau bữa cơm chiều, Thông ghé qua nhà, vừa thấy mặt, Thủy ào ào la rầy Thông như cũ. Ngay lúc đó, cô con gái nhỏ của Thủy từ trên lầu xuống nói: "Ngoại biểu mình cậu lên lầu cho ngoại nói chuyện." Bóng Thông vừa khuất sau góc cầu thang, Thủy nói với Dung bằng cái giọng đầy lo lắng: "Chị ba, em coi bộ cái vụ này chắc không xong quá chị ba. Em làm dữ, đòi từ mặt nó luôn, mà nó còn không nghe, huống hồ gì là má. Má đó giờ có la rầy đứa nào bao giờ đâu, má lại thương nó nhất, không khéo nó năn nỉ quá má siêu lòng cho coi á." Nghe Thủy nói vậy, Hằng đang ngồi trong góc nhà lại òa khóc tiếp. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy má với Thông đi xuống nhà. Thủy nóng ruột đi ra đi vô, rồi chợt nghĩ ra cách. Thủy kêu đứa con gái lớn đang ngồi chơi với bé Ngọc và bảo: "Diễm, con vô tủ lạnh bưng hai ly nước lên lầu cho ngoại với cậu Út. Nhớ đứng lại lâu lâu, coi coi ngoại nói với cậu Út cái gì, rồi xuống kể lại cho mẹ nghe." Với khoảng thời gian ngắn ngủi để hai ly nước, con bé chỉ nghe lớn được bà ngoại nói với cậu Út một câu như vậy: "Đã là đàn ông thì đừng có làm khổ những người đàn bà yêu thương mình. Vợ nó không biết thì từ từ nói cho nó biết. Má không giận, không trách nó. Con là chồng, con chấp nhất nó hơn chi." Lát sau, Thông một tay dìu má chậm chậm bước xuống cầu thang, ngồi nói vài chuyện ở dưới quê này nọ với Dung xong, Thông đứng dậy dướng mắt về phía Hằng rồi nói: "Chê má tôi nghèo, chê má tôi nhà quê, mà xuống dưới đó kiếm má tôi làm chi vậy? Tính ngủ ở đây luôn hả? Về bển dọn dẹp nhà cửa cho bé Ngọc đi ngủ sớm, lôi con bé đi cả ngày chắc nó mệt nhừ rồi đó." Hằng sụt sùi chống chế: "Em có chê má nhà quê hồi nào đâu." Rồi lủi thủi dẫn con Ngọc đi theo sau lưng Thông. Ra tới cửa, Hằng còn quay đầu lại có ý kiếm má. Hằng nói với vào: "Sáng sớm mai con qua chở má đi ăn sáng nghe má. Má chờ con nghe má." Má cười cười: "Ờ, má chờ." Thông vừa chạy khuất đầu ngõ, Thủy nôn nóng hỏi liền: "Sao vậy má? Thằng Thông nó nói sao hả má? Không ấy, để mai con đi kiếm con kia làm cho ăn trận nữa cho nó sợ." Má không trả lời Thủy là Thông nói cái gì. Má chỉ nói gọn: "Thôi, bay bỏ qua đi, không có chuyện gì nữa đâu." Và kế tiếp là cái câu mà mấy chị em Dung nghe không biết bao nhiêu lần: "Con má tánh ý rằng sao, má biết rõ." Thông không ly dị như từng tuyên bố, Hằng cũng chẳng còn tính tiểu thư như xưa. Cứ hễ lễ Tết thì vợ chồng con cái kéo nhau về quê chơi. Vắn vắn vài tháng thì Hằng gọi điện thoại về kêu: "Má ơi, bé Ngọc nó nhắc má quá chừng. Má lên chơi với tụi con vài tuần đi má. Con thèm bánh canh má nấu quá trời." Đôi lúc con Thủy đâm ra hờn mát như hồi con nít bảo: "Má thiên vị, má thương vợ chồng Út Thông hơn thương con." Thời gian cứ hối hả trôi, má vẫn chạy tới chạy lui với những đứa con của mình.
Một buổi trưa ăn cơm xong, tự nhiên má kêu thấy nóng nóng trong người. Má sai nhỏ gái lớn của Dung nhắc cái ghế may mà đợt trước chị Hai Sim về thăm mua cho má ra góc nhãn trước sân nhà để má ra ngồi hóng gió xong. Má biểu nó bật cái radio nhỏ xíu xài bằng pin của cậu mợ Út đem về hôm bữa cho má nghe chương trình ca cổ như thường lệ. Má ngồi trên cái ghế mây nhìn theo bóng nắng che khuất một phần sông. Chợt má xếp cái quạt lại để gọn trong lòng, tựa người vào phía sau thành ghế. Má thở hắt ra một cái rồi khép chặt đôi mắt ngủ một giấc thiên thu, không thức dậy nữa. Chẳng còn nói cái câu quen thuộc mà bốn chị em Dung nghe tới nỗi thuộc lòng mấy chục năm nay. Con má tánh ý ra mận sao, má biết rõ. Gió từ mé sông thổi lay lắc trên cành lá. Cái radio treo tòn ten sau lưng ghế đang thả vào không gian những câu giọng cổ buồn, hiu hắt.